Với phương châm học đi đôi với hành, gắn kết giữa lý thuyết và thực hành, trong những năm qua, công tác đào tạo với nhu cầu của doanh nghiệp trở thành mục tiêu hàng đầu của các cơ sở đào tạo, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Mối liên kết chặt chẽ giữa nhà trường và doanh nghiệp là xu hướng và cầu nối quan trọng trong việc đảm bảo, nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực của xã hội. Đây là buổi tọa đàm đào tạo đồng hành với nhu cầu doanh nghiệp do Trường Cao đẳng Nghề tổ chức vừa qua. Tại buổi tọa đàm, các bạn sinh viên đặt những câu hỏi trực tiếp với đại diện các doanh nghiệp về những vấn đề mình quan tâm như gắn kết giữa lý thuyết và thực hành, khả năng ngoại ngữ, đồng thời được nghe các bạn cựu sinh viên chia sẻ về kinh nghiệm phỏng vấn, làm việc và trải nghiệm học tập tại trường để lĩnh hội tốt nhất kiến thức, kỹ năng cần thiết, sẵn sàng làm việc tại doanh nghiệp trong tương lai. Những buổi tọa đàm như thế này trở thành kênh thông tin tiếp cận rất hữu ích với các bạn sinh viên. Thông qua buổi tọa đàm này, bọn em cùng giao lưu và học hỏi được rất nhiều thứ từ những nội dung và những công việc và kiến thức để sau khi ra trường là cần hiểu biết những kiến thức, kỹ năng và để bọn em rèn luyện hơn ra để biết những nhu cầu cần sử dụng của các công ty, doanh nghiệp. Từ những buổi tọa đàm như này thì em thấy là mình có thể thấy được những lợi ích từ việc được truyền đạt lại những kinh nghiệm từ những người đi trước và những ngành nghề ở trong công ty để mình có thể lựa chọn phù hợp với chuyên ngành mình đang học. Không chỉ hướng đến đối tượng sinh viên, hiện nay, việc định hướng đào tạo nghề dành cho học sinh trung học phổ thông cũng được các trường quan tâm chú trọng. Làm thế nào để các em học sinh có được định hướng nghề nghiệp, có cơ sở để lựa chọn ngành nghề, chọn trường phù hợp với năng lực bản thân và sở thích của mình cũng là mối quan tâm hàng đầu. Cái sự vào cuộc của tất cả các bên liên quan, từ cái trường phổ thông trung học trong định hướng nghề nghiệp cho các em, chọn nghề, chọn trường, cho đến cái chính quyền thành phố, cho đến quốc gia, cũng đều phải xây dựng cái cơ chế chính sách chiến lược để phát triển nguồn nhân lực số cũng như là chuyển đổi số. Tôi nghĩ là còn có những cái hoạt động trải nghiệm là cho các bạn là tham quan và trải nghiệm ở chính các cái công ty. Cái đấy thì các bạn sẽ thấy được cái môi trường mọi người đang làm thực tế như thế nào. Thì đó là một trong những cái nó tạo động lực được cho các bạn sinh viên trong cái việc học tập và mục tiêu là sẽ ra trường và làm như thế nào. Đào tạo nghề gắn với nhu cầu doanh nghiệp đã và đang trở thành kim chỉ nam hàng đầu của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố. Bám sát chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành, các đơn vị đào tạo xác định phát triển giáo dục nghề nghiệp là nhiệm vụ quan trọng trong phát triển nguồn nhân lực để tranh thủ thời cơ dân số vàng, hình thành nguồn nhân lực trực tiếp có chất lượng, hiệu quả và kỹ năng nghề nghiệp cao, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước.